Nào, Nam ơi, đến giờ uống thuốc rồi. Không uống thuốc đâu, mình tỉnh táo mà. Uống thuốc để nhanh khỏi bệnh rồi còn về nhà nhá. Thuốc đắng lắm, không uống đâu. Thuốc đắng thì mới dã tật, phải uống vào chứ. Được, nhưng mà phải chơi giải đố cơ. Rồi, thế Nam đố đi. Đố bác sĩ biết tại sao con ếch biết bay. Cái này bác sĩ không biết rồi. Thế Nam nói đi là tại sao nhở? Vì con ếch uống viên thuốc thần kỳ này này. Đúng rồi. Rồi, thế Nam uống thuốc đi nhá. Đố tiếp. Đố bác sĩ biết tại sao con rắn lại biết bay. Con rắn biết bay bởi vì con rắn cũng uống cái viên thuốc thần kỳ này, có phải không? Sai bét. Tại vì con rắn ăn con ếch nên con rắn cũng biết bay. Đúng rồi, thế đúng rồi. Bây giờ uống thuốc nhá. Đố tiếp. Đố bác sĩ biết tại sao con đại bàng cũng biết bay. À, con đại bàng biết bay là bởi vì con đại bàng vừa mới ăn con ếch lúc nãy, đúng không? Đúng chưa? Chạy bét. Thế mà không biết. Con đại bàng nào mà chả biết bay. Chẳng cần phải uống viên thuốc thần kỳ nào, vì nó là loài chim mà. Bác sĩ không tỉnh táo. Bác sĩ xuống uống thuốc. Không uống đâu. Không uống thuốc là bị phạt đấy nha. Thế thì đưa đây. Nước đâu? Được chưa? Xuống nha. Ốp hoạt. Con ếch uống viên thuốc thần kỳ rồi. Mình là con ếch biết bay. Giỏi quá. Thế này người ta gọi là ếch bổ hàm ướp. Nhà cửa thì bừa bộn, chồng thì cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Thuốc hút xong vứt lính ta lính tình không biết đường mà dọn. Thế chứ lại làm cái gì mà lào ba lào bào thế? Ông đi đâu cả ngày bây giờ mới về? Lại còn lôi cái thằng cường đụt về làm cái gì? Anh mời nó về làm giúp việc cho nhà mình đấy. Giúp việc á? Giúp việc. Đúng giúp việc không? Vâng. Dọn dẹp đi. Vâng. Biết làm không? Biết ạ. Làm nhanh lên, dọn dẹp trong nhà nữa. Vâng. Thấy chưa? Em thấy chưa? Ông bị điên à? Điên gì? Nó là cái thằng cường đụt. Sao lại mời nó về đây làm giúp việc? Trời ơi, nó khỏe lắm. Đừng có chê nó đụt. Bảo việc gì nó cũng làm đấy. Nó bảo là nó làm việc cứ cho nó ăn uống đầy đủ. Tháng chỉ cho nó 1-2 triệu thôi là được. Nó chỉ được cái to xác thôi. Chứ đầu óc nó khác gì một đứa trẻ con đâu. Trẻ con thì mới dễ bảo chứ. Chứ anh hỏi mình nhá. Bây giờ mình tiền đâu? Mình thuê giúp việc chuyên nghiệp. Ôi dồi ôi. Nó đánh vỡ cái bình hoa của tôi rồi. Từ, bình tĩnh. Ui. Thôi bình tĩnh để. Bình tĩnh để anh bảo nó. Anh bảo được mà. Ôi dồi ôi. Đi ra đây. Anh đâu? Ai. Mày đi ra đây. Ai. Đi ra đây tao bảo đây. Đâu. Đâu. Vỡ đồ, đập đồ thì ra ngoài nhá. Nhá. Ấy đâu. Bình tĩnh nhá. Nó đụt tí thôi rồi anh dạy bảo nó dần dần nhá. Dạy cái kiểu gì? Em cứ từ từ anh bảo. Đi.
anh bảo nó đôi ba lần là được cái mà em nhá. Kiểu gì ngã xem. Ngã nào được. Cường ơi. Dạ. Vào dọn dẹp đi. Vâng. Dọn ạ. Dọn dẹp em. Rửa bát đi. Vâng. Anh bảo nó mấy lần nó biết ngay mà. Mấy lần? Ai? À. Vỡ đồ, đập đồ, ra ngoài. Mình căng thẳng nhờ. Ừ. Nhưng mà nó vụt hay đi chứ. Đánh thì thế chứ. Toàn trượt. Anh bảo đội này thắng không? Thắng gì. Đây đây đây. Càng càng càng. Con bé này bị vụt trúng người đấy. Đập đồ ra ngoài. Nó đập người. Đập người ra ngoài. Nó quen việc rồi đấy. Thấy rồi. Chồng đã bảo rồi. Chồng dạy nó mấy bữa là quen thôi mà. Tính cứ sồn sồn lên. Anh Cường ơi, ra ngoài chơi với bọn em. Anh Cường ơi, ra ngoài chơi với bọn em. Không, không. Đi mà anh Cường. Đi mà. Anh không được ra. Anh không được ra ngoài. Mày có biết là tao uống cái này cho tốt dáng đẹp ra không hả? Đập đồ thì ra ngoài. Ê! Mày làm gì đây? Thằng điên! Hả? Mày làm... Ui! Mày điên à? Đập đồ thì ra ngoài. Mày cút ra ngoài! Đập đồ thì ra ngoài. Dạy dỗ của ông đấy hả? Ông cũng cút ra ngoài đi cho tôi. Anh có đập đồ đâu mà anh cút ra ngoài. Cút! Ôi trời ơi! Dòng rắn lên mây, có cây xuống sắt, có nhà điểm mây, hỏi thăm thầy thuốc, có nhà hay không?